Chào các bác, hôm nay em quay video với cây là cây bảo lan. Bảo lan kiếm này thì nó là một trong những cây mà cũng rất là nhiều anh chị em biết đến cái cây này rồi. Cây này thì nó có một cái đặc trưng, đó chính là hoa rất là dày bông. Nếu mà đều nói về độ dày bông của nó thì là cái sự ổn định mà em đánh giá nó rất là cao. Cây này là gần như là một trong những cây là đánh giá là cần hoa là dày đều ổn định là cao nhất. Một trong những cây là ổn định cao nhất và về cái độ dày này. Bởi vì như cái cây kiếm xanh Huế thì nó, mùa thu này nó rất là dày. Nó dày bông như cây này ấy. Hoặc là Phan Chí. Nó có lúc dày lúc không dày. Nhưng mà dưới cái cây bảo lan này thì dù mùa đông hay mùa thu mùa hè đều nở nó đều dày. Nó rất là dày bông. Và nó không bị thưa bông. Ví dụ như cây Phan Chí thì nó dày bông hoặc là thưa bông nó tùy từng mùa. Hoặc là như cây xanh Huế ở ngoài Bắc này thì thường là mùa hè nó hay thưa bông hơn. Còn mùa thu thì nó hay là dày bông hơn. Nhưng cái cây bảo lan này đang nở miền Bắc, nó nở vào mùa thu đó mà. Và trong Quảng Nam thì nhiều anh em miền Nam nuôi là nó nở rất dày bông như này. Nó không bị thưa bông mấy. Thì đấy là cái cây bảo lan. Với cái đặc trưng của nó, nếu mà nhìn hoa thì nó chỉ có cái là dày bông thôi. Và cây này nó có hương thơm. Nó rất là dày bông anh chị ạ. Và hương thơm. Đây là cái màu của cái cây bảo lan. Nó là dạng giống như kiểu cây thủy trơn hay là gọi vị hoàng. Hay là dạng thủy trơn, cần hoa sạch, trụ nhụy sạch tương đối. Nó có những bông trụ nhụy vẫn hơi ám chút. Bởi vì nếu mà tính ám theo kiểu là như phi điệp á, thì nó vẫn có ám tí. Nhưng mà nếu mà tính về cái việc sạch của những cây thủy trơn thì cây này là một trong cây cũng sạch rồi đấy, và chúng ta cũng có thể gọi là sạch được. Nó cũng như là cây vị hoàng ấy, nó cũng là cây sạch chạn thế, nhưng nó cũng có những cái lúc mà thay đổi. Những cây vị hoàng thì nó nhiều, gần như ai cũng sưu tầm, nhưng còn cái cây bảo lan thì nó ít hơn. Thực ra thì nó cũng, nếu mà so giá của nó với vị hoàng thì nó cao hơn nhiều, bởi vì cây này như anh chị nhìn thấy đây hoa rất là dày. Nhưng cái này thì chỉ chơi được cái tổng thể và hoa dày này là nhiều thôi. Chơi tổng thể thôi. Nhưng thực ra thì mình chơi lan thì mình phải chơi từ cái tổng thể trước. Xong rồi mình mới chơi đến chi tiết từng bông. Ví dụ như nhiều anh chị em là người ta hay chụp một bông ấy. Nhưng thực ra thì cũng được. Nhưng mà nếu mà chụp một bông thì rất là khó mà để nhận diện chính xác nó là bông nào. Thế nên là cứ phải là một bông, cả cần và chi tiết bông hoa. Hoặc và chi tiết thân lá thì mình nhìn được. Nhưng riêng cái bảo lan này anh chị chỉ cần nhìn hoa nó là anh chị có thể nhận ra được nó luôn. Bởi vì hoa nó rất là dày bông như này. Nó dày hiểu cái điện biên ấy. Ví dụ như cái trắng điện biên nó là cây rất là dày mà dày đều, nhưng nó là dòng lô hội đấy. Còn đây là dòng tiên vũ. Tiên vũ thì kể cả như Phan Chí thì nó cũng có những lúc chia thưa và hoa nó không được đẹp. Nó cũng có những lúc chia thưa, có những lúc bông lộn xộn, có những cái lúc thì bông nó vặn vẹo nọ kia các kiểu. Nhìn chung phụ thuộc vào chăm sóc ấy. Hoặc là như cái cây Chí đấy là em thấy là đánh giá nó rất là dày bông rồi. Nhưng cây bảo lan này thì em thấy nó cũng rất là dày. Rất dày bông, đây mọi người nhìn là mọi người sẽ thấy. Hoặc là mọi người sẽ nhìn thấy những cây của em, những cây khác ấy. Em cũng nói rất là nhiều trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa là mọi người xem lại video trên đó. Thì ví dụ những cái cây lan kiếm nào thì em sẽ mọi người xem, mọi người sẽ hiểu. Bởi vì có cây nó dày nhưng có cây không dày này. Kể cả là cái cây kiếm Đài Loan. Cái Đài Loan nó không thể dày bằng cái cây này được. Cái này như em đánh giá như này là nó rất là dày rồi. Đấy. Thì còn cây Đài Loan thì nó thưa bông hơn rất nhiều. Nhưng cần hoa nó dài hơn. Đấy là nói về một số những cái đặc điểm, ưu đặc điểm. Còn cái cây này thì cánh, nếu mà anh chị mà nhìn cánh nó hơi bé. Đây anh chị nhìn vào cái khuôn bông một tí. Đấy, đây, cánh hơi nhỏ. Cánh nó nhỏ. Nhưng mà thực ra thì cái cánh này nếu mà so với cả cây xanh Huế thì nó cũng dạng xem nhau. Chứ nó không bé mấy đâu ạ. Bởi vì thực ra cánh rất là to. Đây là mình nhìn những bông ở dưới anh chị nhé. Đây là những bông trên này. Đây ví dụ như cái bông này chẳng hạn. Đấy cánh nó to. Nếu như mà người ta chụp mà khi mà nó nở hết ra như thế này rồi thì đương nhiên là cánh nó sẽ nhỏ. Ngày xưa những cái kiểu mà chụp nó khung khung lúc mới hé là em không dám chụp. Rất là nhiều người ta chụp kiểu đấy để nhìn cái bông hoa nó tròn hơn. Nhất là những cái cây mắm hoặc những cây cánh bầu anh chị nên chú ý. Nếu không thì mình sẽ mua phải những cái cây mà thực sự cánh nó chẳng bầu thế nào. Mà khi mình mua thì đương nhiên hoa cánh bầu rất là tròn. Nhưng người ta chụp mà lúc nó mới nở nó còn khum khum á. Đấy. Chứ còn nó nở căng như thế này này.
thì nó sẽ có nhiều cây là sẽ bị vặn cánh như này. Anh chị nhìn này, cánh sẽ quăn vào này. Nó quăn vào như này thì chúng ta sẽ nhận ra được là cái cây đấy bông nó to hay nó nhỏ, cánh nó tầm nào. Đấy. Hoặc cái như cái bông này. Và có một cái đặc trưng nữa của cái bảo lan đó chính là cái khúc ở đầu này. Nó bị mất cần một tí như dạng như xanh Huế anh chị ạ. Mất cần dạng như xanh Huế. Dạng như kiếm xanh Huế, cái đoạn mà từ gốc ra một tí là nó hơi mất cần thưa bông. Còn sau nó rất là dày. Đấy, anh chị nhìn này. Đấy, nó thưa bông mất một tí. Đấy. À, còn tiếp theo thì em nói về thân lá nó một chút để anh chị có thể nhìn nhận cây thì bảo lan này. Cái bảo lan này nó đây anh chị nhìn tổng thể thân lá này. Nó là một dạng cây thân lá nó khá là mềm. Nó không phải là dạng lá cứng như Huế, lá dựng. Anh chị nhìn những cái lá này nó xoè ngang này. Đây, đa phần là xoè ngang. Đúng không ạ? Kể cả lá cây to này, cây tơ này nó khỏe hơn, nó xoè ngang. Chứ nó không phải là cái cây lá dựng đứng. Cái này lá của nó khá mềm. Nó giống với lại một số cây kiếm thái, ví dụ như là cái cây số 3 hay một số cây kiếm khác. Một số cây kiếm thái là thường lá nó hay xoè ngang này. Lên đây nó xoè ngang chứ nó không cứng. Nó không dựng lên như này mấy. Đấy. Thì nó cũng rất là đa dạng thôi. Lan kiếm nó đa dạng và cái cây kiếm này thì nó có hương thơm anh chị nhá. Đấy, thì nói về cái thân lá một chút đi. Tất cả những cái cây mà dạng thủy trơn như này cần hoa sạch anh chị nhá. Cần hoa này nó sạch này. Cần hoa sạch này thì đều là cái cây mà mầm nó cũng phải sạch. Nhưng đây thì nó lại không có mầm của em, đây thì nó chỉ có thân củ thôi. Thân củ thôi. Nhưng mà ở những cái lá nhỏ ở dưới này, anh chị nhìn những cái lá bé này. Đấy, những cái lá bé em chạm tay đó. Hoặc là những nhỏ hơn thì nó là xanh sạch. Thì anh chị cái này thì em cũng nói rất là nhiều trên cái các video trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa ấy, là tất cả những cây vị hoàng thùy trơn hay là những cây gọi là dạng cần sạch, cần xanh ấy, thì sẽ là thân mầm xanh sạch. Và những cây ăn ba này đương nhiên rồi. Những cây như xanh Huế thì nó là cây ăn ba. Hoặc là cây vô vi hoàn kiếm chẳng hạn thế. Thì nó đều là cây ăn ba, mà cây ăn ba thì chắc chắn là mầm nó phải sạch. Đấy. Thì còn dạng thủy trơn như cây bảo lan hay vị hoàng các thứ này thì nó có cây mầm sạch hay không. Nhưng mà ví dụ cây nào mầm sạch thì em sẽ nói mầm sạch, cây nào mầm không sạch em nói là mầm không sạch. Anh chị ạ, đấy là dạng semi ấy. Đấy, còn nếu mà anh chị chưa hiểu về semi hay là ăn ba hay là mắm đấy, thì anh chị cũng có thể xem lại, em cũng có nói rất là rõ rồi. Và cái đặc trưng của cái cây bảo lan này thì một bên đây như một bên này nó có 4 lá anh chị ạ. Thì những cái củ mà được to hay nhỏ ấy, cái củ mà nhiều lá hay ít lá ấy, thì nó không quan trọng lắm, cứ to thì nhiều lá, nhỏ thì ít lá anh chị nhá. Có nghĩa là to, có nghĩa là củ nó dài ấy. Đấy. Và đặc trưng của cái cây này thì nó khá là giống cái củ kiếm cây Thái, củ kiếm của cây Thái Lan anh chị nhìn này. Đấy, cái củ nó đằng sau á. Nó không khác gì cây Thái Lan cả. Nó đan quạt đây. Mọi người nhìn cái củ này. Củ rất là cao. Củ rất là cao nhá. Củ nó cao khoảng tầm 8 đến 10 cm và to khoảng từ 3 đến 5 cm. Nó cao chứ nó không không nó cao hơn thằng Huế nhiều, nó cao hơn thằng Huế anh chị ạ. Mà lá nó xoè ngang. Còn Huế thì nó dựng lên. Huế thì cái lá nó dựng chứ nó không phải lá kiểu xoè ngang như này. Thì đấy là cái cây bảo lan. Còn dáng lá của nó thì vặn vẹo hay là cái độ khuyết của nó thì em không giờ em đi quá sâu. Bởi vì có cây thì lá nó vặn, có cây thì lá nó không vặn anh chị nhá. Có người thì người ta cứ bảo là cái cây vàng Tiên Ninh nó không vặn. Và chỉ có cây Chí nó vặn thôi. Đấy, và người ta cứ hay khi mà chưa có hoa người ta nhìn thân lá, thực ra thì em nói là cái cây vàng Tiên Ninh nó cũng có lá vặn và Chí Sần nó cũng Chí Phan Chí nó cũng là có lá không vặn và lá vặn. Đấy, thế nên là nó khó lắm. Riêng cái độ vặn này của nó phụ thuộc vào như kiểu ánh sáng ấy anh chị ạ. Sáng hướng nào thì nó sẽ quay hướng đó, nó sẽ vặn. Đấy, còn cái độ khuyết của đầu lá này em cũng nói này, là không bao giờ nó sẽ đều nhau và bằng nhau cả. Đấy, nó cũng có cây nọ cây kia, cây khuyết to, cây khuyết nhỏ. Đấy. Chứ không phải là cây nào cũng sẽ khuyết nhiều. Có những cây như này không khuyết tí nào này. Tròn đầu bằng nhau nhưng có cây khuyết nhiều, cây khuyết ít. Thì nó tùy từng cây. Riêng về kiếm này thì gần như là không anh em nào người ta phân biệt qua cái độ khuyết đấy cả. Nhưng mà bên phi điệp là có rất là nhiều. Thế nên anh chị cần phải chú ý. Chúng ta nhận biết được cái cây và nhận biết được cái hiểu biết được về nó là nó có khuyết hay không khuyết, nó có những cái đặc điểm gì. Thì em cũng có nói trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa, trên video cây nào cũng vậy thôi. Em giới thiệu đến anh chị và nói để mọi người cùng biết và tham khảo và tìm hiểu thêm anh chị nhá. Còn đây là cái cây bảo lan. Thì nó là một cái cây mà chia hoa rất là dày. Đây anh chị nhìn đây, anh chị sẽ biết. Tổng thể của nó lá khá là đẹp. Và nó lá xòe hai bên đều. Nó lá khá mềm, không phải dạng lá cứng dựng thẳng. Dáng lá nó hơi xòe ngang anh chị nhá. Và hoa của nó đặc trưng rất là dễ nhận diện, đó chính là cái phần cổ hoa này. Cổ này của nó là nó hơi thưa bông và xuống dưới rất là dày.
Đấy, khi anh chị ngắm nhìn ngang như thế này thì nó sẽ rất là dày bông và đẹp. Thì cây bảo lan này nó có hương thơm. Hương thơm thì anh chị về Lan Kiếm hương thơm nó cũng nhẹ thôi, nhưng cái nó thơm ngát cũng rất là đắng, rất là thích. Thì anh chị nếu mà chưa thấy thơm, anh chị có thể là tham khảo ở những cái cây kiếm thái ấy, nó rất là thơm. Cây bảo lan này nó cũng thơm dạng như vậy anh chị nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau với những cây hoa lan kiếm cũng như là những cây lan phi điệp đột biến và một số các loại cây lan khác em giới thiệu cho mọi người để cùng mọi người nhận biết, để tránh bị nhầm lẫn. Và cái việc chúng ta phải xem và hiểu về cái cây đã, xong có hiểu về cái cây, có kiến thức rồi thì mình chơi, mình sưu tầm thì nó sẽ không bị nhầm, thì anh chị mua thì nó sẽ được đúng cây anh chị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Xin cảm ơn.